trở về về bụi cho.
trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn. Chúng ta đã hành động
tâm tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống và thành tâm xin lỗi Chúa vì những thiếu sót lầm lỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ một mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay linh hồn con có Simon là người tín hữu Chúa, là người thân yêu của chúng con đã cùng an giấc với Đức Giêsu con của Chúa. Nhưng chúng con tin tưởng rằng khi Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho linh hồn Simon cũng cùng sống lại với người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho linh hồn Simon được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ còn trên sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và Thiên Chi cùng Chúa trong sự thần nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Thánh Chi Isaiah. Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đái muôn chân của Chúa tiệc. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi chân và tấm màn phủ lên môi nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa đại chủ thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trong đời người và đã được người yêu thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đời trong. Nào ta còn hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là
Chúa cùng anh chị em. Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin cùng Cha vì Cha đã dấu không cho những người hiểm chết và côn ngoan biết những điều này, mà lại mong cãi cho những kẻ bè tội. Vâng, lạy Cha vì Cha muốn như mọi sự đã được Cha ban trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và những kẻ con muốn mặc cảm cho. Tất cả hãy đến với ta với những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ độ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta chịu nghiền và kiên nhẫn trong lòng, và tâm hồn các nơi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì dễ dàng và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Chúng ta bảo vệ cho ta, hoặc chúng ta nhận được tin của một người đã chết, sẽ có rất nhiều người để kiến tạo cái chết. Bạn ấy chết rồi, ông cố quá đời rồi, ông cố mất rồi. Để không chỉ dừng lại để cầu nguyện cho ông cố mất, để thương tiếc sự ra đi, để là chia của mình với gia đình, nhưng cũng là tâm tình của bộ chúng ta. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta luôn. Chúng ta khám phá từ Chúa, chúng ta nhìn đến ý nghĩa của cái chết để chúng ta sống trong cái chết. Thưa cộng đoàn, khi dùng chữ mất, nghĩa là phải có. Tôi có, tôi mất. Như vậy thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài đã nói rõ ràng, mọi sự Cha ta trao lại cho ta. Ấy vậy mà Ngài cũng cần có. Đó là điều thứ nhất mời gọi cho mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ cái có trong cuộc đời của chúng ta. Cái có đến từ Thiên Chúa, đừng không tin Ngài ban phước cho chúng ta. Đó là một đặc ân. Khi có, đó là một tình thương. Khi còn có, đó là một vinh dự mà chúng ta được. Suy nghĩ như thế để nhìn về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa vì cái có trên thương cho chúng ta như vậy. Nó không bởi chúng ta, mà là bởi từ Thiên Chúa, bởi tình thương của Ngài. Chúng ta không có được sự hiện diện của Ngài và tận. Thế cho nên nó là tâm tình để nhắc với chúng ta. Nhưng mà thưa cộng đoàn, những khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đón nhận nhiều cái có trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như khi sinh ra, tấm báo che thân chúng ta cũng không có, đó là sự sống được gửi đâu. Cho nên không phải là để báo nhân một cái người đã có biết mình, mà phải cảm ơn người đó. Tâm tình đó cũng nói đến những người chúng ta. Chứ kể ngay cả những người con không phải tự nhiên mình có một cách để truyền lại cho người khác, làm gì để cho con cái có. Và tất cả mọi người chúng ta mỗi cách khác nhau cũng có từ ông bố. Có khi trực tiếp như bản thân con khi còn bé ở trong giáo xứ với những sinh hoạt của cố với giáo xứ chẳng hạn, hay là với cộng đoàn cách này cách khác có qua gia đình, qua những người con, qua họ hàng, qua bạn bè. Chúa cho cuộc đời của chúng ta cần cho chúng ta. Cặp thời thứ hai mời gọi cho chúng ta cùng suy nghĩ đó là hai chữ quả đời. Tức mà người nhắc báo cho con chẳng hạn. Như vậy hai cái chữ quả đời để nhắc rằng đời này sẽ không ngừng lại và đời này sẽ không mãi mãi, nó sẽ qua. Thánh Phaolô trong bài đọc 1 nói với chúng ta rằng không ai sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Và như vậy nếu như cuộc đời này sẽ qua thì chẳng phải ta biết điều cứ vui cho trọn hôm nay, mà là những thành Phaolô là phải sống với trách nhiệm cũ, là khởi điểm sự sống, sự giao hòa, niềm hy vọng và lòng kính trọng của chúng ta.
trên một đoạn cuộc đời của ông cô được ghi nén như thế. Bà cô mất rất là lâu, cho dù con cùng với gia đình là hàng xóm gần nhau, nhưng mà ngày bà cô mất thì cho dù con đã cộng giúp lễ nhưng cũng chẳng hiểu cái chuyện gì. Hơn 30 năm mà ông cô tận tụy để ở lại sống trách nhiệm của gia chồng nuôi con, mà rõ ràng sau cái thời gian bà cô mất, lúc đó chị Kim Dung với lại Kim Anh mới bắt đầu đi vào đời tôi. Nhận trách nhiệm đó nói lên với chúng ta rằng trên ông bố phải có một trách nhiệm lớn. Trách nhiệm không chỉ là một người cha để dạy dỗ con cái, thì anh chị lớn cho đến ngoài tất cả đều ủng hộ cho giáo sư, đặc biệt là giáo sư Tân Nhân. Thế nên tiếp tục là một trách nhiệm không nhỏ, một trách nhiệm chẳng dễ như thế nào, nhưng trách nhiệm đó đã để lại một nét đẹp cho gia đình. Nhắc với mỗi người chúng ta các đẹp đẹp khác khi Chúa đã cho chúng ta các con, chắc đủ cái con đâu. Còn như Chúa Giêsu là một tộc giả, có như ông cố là một người vợ mất sớm, nhưng những con người đó, đặc biệt như ông cố nói gương và những kỳ cục, nó nhận những cái đó đó, trong cái trách nhiệm của mình, để con xuống cái thứ gì biết cho họ, để lên một chút cụ thể để trả biết. Thì ông cố là trả cho họ cho họ. Cần có những người đó, cần có những người đó, cần có những cái ông cố sống trên thiên của mình, sống trên lên của mình, sống trong thiên của mình mà chúng ta cho. Thì qua đó, lịch sử đã làm tương tự lên bảo tháp. Bây giờ cặp đời sau cùng một chiếc xe ông bố ra đi đâu, chẳng phải đi đâu suốt đời đời nhỏ mẹ, mà chúng ta đi đến cùng đến cội mà cái xe đang lo cho cả họ. Như Chúa sẽ đã đi trước chân ta, như Chúa sẽ đã đến người trên thông tin của tôi thì là đi bỏ họ đi đâu mất kẻ bổ sung chứ còn bạn không đại lộ. Ông đã là trong một đất cổ, mục đích để làm con Chúa sáng thế tự nhiên, mục đích để làm người cho kết quả khi sáng cho chúng ta mới mở cổ. Mục đích của đời mình là một người cha để giáo dục con cái của mình đi đến tận cùng trong thực hiện trách nhiệm của đời. Chúa chúng ta và cảm ơn vì những gì chúng ta khám phá từ đời của cổ này. Không chỉ ngừng lại như là một đấng biết ăn nói cho người ở lại, như là một niềm tin trong hy vọng cho người đã ra đi, mà là một động lực sống cho mỗi người chúng ta hôm nay. Từ quê đâu mình chưa có hình.
Thank you.
Lạy Chúa, Đức Giêsu con Chúa đã để lại cho chúng con vinh đức thánh thể làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ vinh đức này, người thân yêu của chúng con là linh hồn Simon được vào được Chúa giữ niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chia sẻ với quý vị trong những ngày qua,
nhất là trong những lễ tang tang này là điều an ủi lớn lao cho gia đình. Chắc chắn trong thân phận là con người yếu đuối và mỏng nhỏ, anh con không tránh khỏi lỗi lầm thiếu sót cách này hay cách khác đối với mọi người. Gia đình con xin cúi đầu mong quý cha và cộng đoàn Phật học chúng ta xin bỏ qua những thiếu sót trong việc cử hành tang lễ và xin thương thứ tội cầu nguyện cho xin mong nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy tình thương ban và ban phúc xuống trên tất cả tình yêu cha mẹ quan trọng cho tất cả niềm quý cha quý thể trên quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân chúa để tình yêu của người luôn hiện diện và phát triển trong lòng thế giới hôm nay. Sau khi tất cả những nghi thức hoàn tất tại nghĩa trang chúng cô gia đình tham gia rất chân thành được đón tiếp quý cha cũng như quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn nơi tư gia của chúng con tăng cơ chúng con xin cúi đầu bái tạ tri ân. Em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này nhất xứng hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng thật cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật và trung thành sống cho Ngài. Do thi hài người anh em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phong hoàng chư thánh, và xin cho linh hồn người anh em này được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì một tự nhân lành vác trên vai, người anh em này đã được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc, cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con vẫn cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dài khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, dành cho cha và con và thánh thần. Amen. Nhờ Đức Kitô, nhờ Đức đã chết và đã sống, cha đã dậy lại, thì Thiên Chúa cũng sẽ theo họ đến với người. Và mọi người đều phải chết nơi ông.
Nhờ quyền năng Chúa được sống lại cho cả một các thánh và cho linh hồn tôi tớ Chúa được xung vầy với các thánh và những người đã tin Chúa. Quyền xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa là linh hồn Simon được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được hòa giải với Chúa Cha, được đấng chăm chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đáng được hưởng buồn vui bất kỳ làm một với tổng đoàn các thánh. Mọi người đã qua đời trong ân nhiệm Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời Chúa Tôn Thần Nguyên mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là linh hồn ông Tô Simon và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời mẹ đức tin mà an ủi nhau. Đời ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là ông Tô Simon. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ông Tô tớ Chúa là ông Tô Simon. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazarus chết. Xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng sống đời đẹp. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa chúng ta trong người sẽ trục có lòng cứu sợ. Xin phái luôn đưa em một ông cố Chúa vào lúc trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã bôi thương tôi tớ Chúa là linh hồn ông cố Simon trong việc ánh mình máu Chúa. Xin đói thương nhận linh hồn ông cố Simon vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là linh hồn ông Tô Simon đã qua đời mà tha phạm các hành vi của tôi tớ Chúa khi còn sống. Tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời, xin Chúa nhân lành cùng cho tôi tớ Chúa được xung họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và chúng ta cũng xin gửi ông tố và bỏ tay yêu thương của Thiên Chúa và lời truyền cầu của Đức Mẹ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu
bài cùng phúc lạc. Giờ vàng có và đời đời chẳng cùng amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Simon được lên chốn nghỉ ngơi. Hãy xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thông súng và ngày cận về, tôi sẽ từ vui đất sống lại. Và trong thân thế này, tôi sẽ được chiêm ngưỡng đấng cứu Chúa tôi. Vì tình thương mến ông cố Simon của chúng con, mà quý cha quý bề trên mà không quản ngại gần xa đến tiếng thương ông cố Simon chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan ra bối rối có điều gì thiếu sót, xin quý cha quý bề trên tu sĩ nam nữ cùng quý vị được tình tha thứ. Chúng con cũng không biết lấy gì đáp ơn. Nguyện cầu Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria ban nhiều hợp ân cho quý cha quý đền trên quý tu sĩ năm cùng toàn thể thanh bằng quý thuộc. Một lần nữa gia đình chúng con xin cảm ơn quý cha quý đền trên quý tu sĩ năm nữ cùng toàn thể thanh bằng quý thuộc. Sau nghi thức an táng ông cố chúng con, trân trọng kính mời quý cha quý đền trên quý tu sĩ năm nữ cùng toàn thể thanh bằng quý thuộc mất chút thời gian ghé lại tư gia chúng con, dùng bữa cơm thân mật để chúng con tỏ lòng tri ân và cảm tạ. Một lần gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ và tri ân. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đến trình liên giới trong tình hình thân và bầu nhiệm Chúa Kitô và các thánh. Thế nên là xin kính mời quý sơ và những ai muốn ghi dấu thánh giá ở trên quan tài để nói lên lời từ bi cũng như nói lên lời cầu xin giới thành phố cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa ở trong đời, Chúa đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày muôn tròn. Con xin đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời. Thank you.
cùng sư Chúa trong mọi người. Lời Chúa xin hãy dùng con như ý vô hình ảnh của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi hoàn thủ, đem tư ta vào nơi đang nhục, đem an hòa vào nơi chân chốn lời hầu. Hẹn yêu
con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha. Lòng thành thề hứa đường dìu về Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa
con bơ vơ khi nóc nhà bị trống vây đi. Gia phong cương thường cùng đạo lý chưa để đàn con tự lo. Vây quanh cha cháu lũ con đàn dâng câu ca tiếng kinh một lòng khẩn cầu Thiên Chúa người của cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng dù phận hèn cha con đau đớn. Tuy cha con đứng móng tay mòn, nhưng con tin với lượng sẽ thương cho hưởng phúc bên ngài. Một trời đầy mây đen kêu đến phụ che khuất thái sơn. Đôi tay cha ngày xưa mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi. Con trông theo cánh bướm linh chuỗi hành trình cuộc đời cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh nước thiên đàng dù phận hèn cha con đau đớn. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con sẽ thương cho hưởng phúc bên ngài. Chúa từ nhân sẽ